quy nè, anh có chấp hành rồi, vậy thì anh chấp hành, anh chấp hành không? Biết anh hỏi gì rồi. Rồi biết hỏi rồi, anh có chấp hành không? Rồi tôi hỏi anh lần thứ ba, hỏi anh lần thứ ba, hỏi anh lần thứ ba, tôi hỏi anh lần thứ ba, tôi hỏi anh không hiểu, tôi hiểu rồi anh, tôi hỏi anh lần thứ ba, anh có chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn không? Tôi hỏi anh lần thứ ba. Tôi hỏi anh lần thứ ba anh có chấp hành không? Anh không chấp hành đúng không? Anh không chấp hành đúng không? Không, chuyện đó, chuyện đó không nói nữa. Bây giờ tôi không nói chuyện đó nữa. Tổ chức nhà nước có thiệt hại thì tôi may là tôi chưa thông ai. Tôi hiểu mấy anh, nhưng mà tôi rất là may là chưa thông ai. Lực lượng chức năng đã rất khó khăn khi làm việc với người đàn ông này. Chiếc xe Kia Sorento biển số 51F99504 do ông này điều khiển đã lật ngang trên đường Điện Biên Phủ hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy ông này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, 3 lần liên tục, cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu ông thực hiện kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông không đồng ý. Ông tìm cách lảng tránh vì cho rằng mình chưa tông ai nên không đo nồng độ cồn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 năm 2018, người đàn ông tên Huy này lái ô tô chạy trên đường Điện Biên Phủ. Khi cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 100m, ô tô bất ngờ mất lái, húc vào giải phân cách bằng bê tông, ủi gãy trụ biển báo bằng sắt rồi lật ngang giữa đường. Dầu nhớt trên xe chảy lênh láng dưới mặt đường. Ông Huy may mắn không bị thương và nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe. Lực lượng cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh đã nhanh chóng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Vụ việc còn khiến giao thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh bị ùn ứ. Sau một lúc thuyết phục, tài xế Huy đã chấp nhận để lực lượng đo nồng độ cồn phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.